chào tất cả các anh em. Đây là công ty cổ phần điện tử Đại Liên Thanh. Ngày hôm nay lại thêm rất là nhiều những cái nội dung mới để cho tất cả các anh em có nhu cầu ghép vàng tùy theo cái mức giá định mức đầu tư, cũng như tùy theo số lượng loa và số lượng khách phục vụ cho khách hàng của anh em, thì tôi sẽ tư vấn theo những cái cấu hình phù hợp. Vừa rồi tôi đã lên một cái video full hết toàn bộ một cái cấu hình của máy full luôn, là anh em cần những gì để anh em có thể vận hành một cái hệ thống loa âm thanh mà có thể cân được tầm 750 khách. Thì bây giờ tôi sẽ review từng chi tiết các cái bộ phận cũng như các cái thiết bị của nó. Bắt đầu tập này tôi sẽ review cụ thể BM702 cho anh em. DAVS BM702 là một sự lựa chọn cấp cao cho những anh em có nhu cầu phục vụ khách hàng đi show, chậu, tiệc cưới, tất cả các loại đám tiệc mà nó có một cái phân khúc âm thanh rất trong trẻo và sáng sủa ở dải cao. Đặc biệt dải trep của con micro này cực kỳ mịn và nó đưa tới một cái chất âm sáng và nó tinh tế sạch sẽ cực kỳ. Giao diện cực kỳ dễ nhìn, như anh em có thể thấy ở đây, chúng ta có hai núm vặn hai bên, đúng không anh em? Chúng ta có hai màn hình tương ứng với hai tay mic khác nhau. Chúng ta có bốn anten gắn ở đằng sau, sử dụng tần số sóng siêu cao UHF, và chúng ta sẽ có đáp tần của nó là từ 20Hz cho tới 20.000Hz. Sample rate rất cao, do đó sound tiếng ra sạch sẽ, mịn màng, trong trẻo và sạch sủa. Ở đây chúng ta có hai cái màn hình hiển thị với cái độ gọi là độ tương phản rất là cao, do đó trong cái điều kiện mà thời tiết nắng nóng, ánh sáng nhiều, lóa mắt, anh em vẫn có thể kiểm tra được cái tình trạng thiết bị của mình trong cái bộ vận hành của nó để đảm bảo được cái sự vận hành luôn trơn tru nhất. Nó rất là nhẹ thôi anh em, như là anh em thấy là size của nó là 1U và hai tay cầm của nó nhỏ xíu và nó tinh gọn như thế này đây, rất là vừa vặn cho anh em bỏ vào cái bộ chúng ta, phải không? Đằng sau này bốn cái chỗ này chính là bốn cái chỗ mà chúng ta sẽ gắn bốn cái anten được đi kèm với toàn bộ cái bộ micro này. Đây là chỗ nguồn, đây là cổng balance out của micro số 2 nha anh em. Đây là cổng balance out 1 của micro số 1. Thì tương ứng với mỗi tay mic chúng ta sẽ có một cái cổng out mà chúng ta sẽ đi thẳng vào cái mixer, đi với tới cái phần tay mic nha anh em. Đây chính là tay mic của bộ micro BM702 thưa anh em. Rất là tinh tế, dễ sử dụng. Đây là cái thiết kế của nó, anh em thấy cái ngoại hình có lẽ là cái loại micro tiêu chuẩn đúng không anh em? Cái đầu tròn, đầu thì vẫn có thể thay thế được. Độ nhạy của đầu rất cao, do đó cái độ bắt tiếng của nó và sao tiếng của nó cực kỳ sáng sủa như nãy tôi đã review cho anh em. Đây, anh em có thể thấy được ở bên trong cái đầu thu của nó luôn. Đó, tất cả các cái linh kiện, phụ kiện, mạch điện tử được sản xuất rất là chính xác, cho một cái độ tinh tế rất là cao và sắc sảo chi tiết trong âm thanh, phải không anh em? Ở đây là cái tay cầm của nó và tất cả cái tính năng bật tắt cũng như quét tần số rất là dễ để chúng ta hiển thị ở đây. Ở đây là cái chỗ mà chúng ta bỏ pin. Đó, rồi tầm giá của nó thì như thế nào? Nếu như mà anh em mua bộ lẻ, chúng ta sẽ có giá là 8.8 cho một bộ. Và nếu như mà anh em ghép toàn bộ tụ máy như thế này, chắc chắn anh em sẽ có được một cái tầm giá ưu đãi hơn rất là nhiều và sẽ có lợi cho anh em nếu như mà chúng ta đi build cái dàn để đi show. Và đây là DAVS lựa chọn cuối cùng.